Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến căng thẳng ở khu vực phía Nam với số ca mắc cũng như số ca tử vong đang ngày một tăng lên, chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết khu vực phía Nam, đề ra nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Từ đầu năm 2022 đến nay, khu vực phía Nam ghi nhận gần 40.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có gần 1.200 ca mắc nặng và 36 trường hợp tử vong. Sau cùng kỳ năm 2021, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi, tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, v.v. Đặc biệt, số ca mắc tăng nhanh trong 4 tuần trở lại đây, chiếm gần 50% số ca mắc và 45% ca tử vong tích lũy từ đầu năm đến nay. Một trong những nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh là sự chủ quan lơ là nơi người dân, cộng đồng dân cư. Theo ngành y tế, các địa phương, hiện nay người dân vẫn còn dựa vào sự hỗ trợ từ ngành y tế trong việc phòng chống dịch, từ việc tiếp nhận tuyên truyền, vật phẩm phòng dịch, phun xịt hóa chất. Nhiều địa bàn dân cư và người dân chưa chủ động hoặc chưa kiên trì thường xuyên các biện pháp phòng chống dịch. Đại diện Bộ Y tế cho biết, Bộ sẽ chi viện hóa chất phun khử, tăng cường kiểm tra giám sát các điểm nóng sốt xuất huyết ở phía Nam. Các bệnh viện trong và ngoài công lập được yêu cầu tập trung nhân lực vật lực cho công tác điều trị để giảm tử vong do sốt xuất huyết. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, diệt muỗi thường xuyên, khẩn cấp xử lý các ổ dịch, dập dịch diện rộng.